Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Tiếp tục là hôm nay em sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá lúa mới nhất nha anh chị. Thì thông tin thì em dạo từ YouTube á, thì em thấy là nhiều kênh cũng đăng là thủ tướng vào cuộc để mà giúp đỡ dân để tăng cái lúa lên nha anh chị ha. Nhưng mà hiện tại em thấy là cái khu vực của em á, giờ nó thu hoạch gần hết rồi nha anh chị ha. Bây giờ mà thủ tướng mà có vào cuộc có chăng nữa thì cái lượng lúa mà ở tại nhân dân của mình, đồng bằng sông Cửu Long của mình á, hiện tại là nó đã giảm khá là sâu nha anh chị ha. Chỉ còn là một số tỉnh thôi là đang còn là lúa nó hơi xanh xanh nha anh chị ha. Ở đây thì em cũng quay một cái mô hình là lúa nó còn hơi xanh xanh nè, chứ mấy chỗ khác là người ta nó thu hoạch hết ráo rồi. Thì để em cập nhật về cái giá lúa ngày hôm nay cho anh chị cùng tham khảo ha, coi nó có lên hay không nha anh chị. Thì bạn là user là 2B nè, bạn nói là đài Thơm 8 ở Kiên Giang nha anh chị ha, mùng 5 này cắt là giá bao nhiêu. Thì cái này là bạn hỏi mình ha, thì qua nay em thấy nó tầm khoảng đâu là 8.000 nha. Tiếp tục là bạn Úc Thủy 7854 nè, thì bạn này bạn nói là lúa là 504 ở Mộc Hóa Long An lấy cọc là 7.700 mùng 2 này cắt. Rồi ok, tiếp tục là em sẽ bình luận là cái câu bình luận là của bạn Nhân AI ha. Bạn nói là lúa OM18 nha, là Kiên Giang mùng 10 này cắt là giá là 7.850. Ok bạn nha. Rồi tiếp tục là bạn Ai Phung Trần 3379 ha, là ở Rạch Giá Kiên Giang đài Thơm 8 là 8.127 này cắt nha anh chị. Em cập nhật cho anh chị xem ha. Thì anh chị nào mà đang xem video của em thì có thể là bấm cho em một nút like và một nút chia sẻ nha. Và đồng thời anh chị cũng có thể là cập nhật về cái giá của anh chị ở cái khu vực anh chị ha, ví dụ như là địa phương anh chị, rồi cái giá lúa, rồi cái tên lúa ha, để anh em cập nhật cho nó dễ nha anh chị. Còn anh chị nào mà muốn hỏi về cái giá lúa thì anh chị cũng cứ bình luận lên ha, thì sẽ có những nhiều anh chị khác sẽ cập nhật cho anh chị. Tiếp tục là em sẽ cập nhật là bạn user 2K ha, là lúa OM5451 nè, ở Trà Vinh, Càng Long là hiện tại là 8.100, bạn Dân Vũ đã cập nhật. Rồi tiếp tục là bạn Linh Võ ha, bạn nói là bạn ở Tri Tôn, lúa là 504 là giá 7.500 gì ngày nè. Rồi tiếp tục là mùng 1 cắt phải không. Rồi tiếp tục là bạn Ngọc Nguyễn nè, thủ tướng đã vào cuộc thì dân đã hết lúa, nếu như thủ tướng vào cuộc trước đây khoảng 40 ngày thì mới là ok. Bạn này bạn nói đúng nha bạn ha, bạn nói đúng, không những đúng mà bạn nói còn quá là ok luôn. Tại vì bây giờ là khu vực cái đồng bằng sông Cửu Long của mình anh chị, lúa bây giờ em chạy một vòng em thấy là lúa vàng rực nên nó đã hết rồi nha anh chị ha. Chỉ có một số thì nó còn hơi xanh xanh thôi, là cái khu vực mà người ta gieo trễ đó. Rồi tiếp tục là em cập nhật về cái giá nếp ở Đức Hòa nha, của anh là Võ Văn Minh là 237 nè, anh cập nhật á là cái giá là nó khoảng đâu là 7.200 ha, mùng 4 tay cắt. Rồi tiếp tục là bạn Mai Đình 5137 thì bạn bình luận cái gì đi nè. Anh chị cũng có thể là thấy được, chỉ thấy được là 7.900 thôi, 95 ngày cắt. Tại vì anh chị mà sau này có bình luận anh chị bình luận rõ giúp em ha. Rồi tiếp tục nè, một câu bình luận của bạn Tiên Mỹ 5105 ha. Lúa em 18 này tại Mang Thích Vĩnh Long cò trả 8.400 mà chưa bán. Rồi ok nha. Tiếp tục là bạn User 2Z ha, anh ở Mỹ Tú An Giang giống đài Thơm 8 11 này cắt trả là 8.300. Hiện tại là những số tỉnh như là tỉnh Sóc Trăng nha, là em thấy là cái giá lúa của mình nó có lên nha anh chị. Còn riêng ở Gò Công Tây em, ở Gò Công Tây em ngày hôm qua em có cập nhật anh chị ha, là lúa VD20 nha, là lúa thơm nha anh chị, là cái giá là 9.200 một ký nha anh chị ha, rất là cao luôn. Còn đối với lại lúa đài Thơm 8 là hiện tại cũng đã là 8.200, riêng đài Thơm 8 là 8.200 ha. Còn lúa thơm VD20 á là 9.200, là lúa đang đứng nha, lúa không có sập nha anh chị ha. Nếu như là lúa mình sập á, mấy ông nội cò, mấy ông ép giá nữa. Nhiều lúc á em lên clip á em nói cò nó ép giá chị, mấy ổng vô mấy ổng nói trời ơi mày thử mày đi làm cò đi rồi mày biết á là nó như thế nào, sai hạt gạo ra nó còn bao nhiêu phần trăm. Trời ơi em nói thiệt mấy ông nội, nếu như mà mấy ông nói vậy là nói thiệt, mấy ông nghĩ làm cò lâu rồi chứ không phải đâu, ngày nào mấy ông nào nó giàu tiền má mịt mù luôn. Em nói là em nói thật, nhiều lúc nó sẽ mít lòng nhưng mà em cũng không có ngại đâu, tại vì em nói cái này là em cập nhật nó đúng rồi. Tại vì nhiều bà con bình luận quá, nói là bị ép giá quá rồi. Nếu như là mấy anh mà không có ép giá thì thủ tướng người ta đâu có vào cuộc làm chi, nói thiệt sự luôn á. Rồi Mỹ Tú Sóc Trăng nè 8.300 nè.
Rồi tiếp tục là em cập nhật là lúa nàng qua của anh là Phạm Lộc 3431 ha, cập nhật ở Gò Công Tây thị xã Gò Công luôn nè. Là nàng qua là 7800, anh ở Bình Đông. Rồi Bình Đông Bình Trung đúng không? Bình Đông Tân Trung này nọ đó, ở gần đó đúng không? Rồi lúa gà ở Trà Vinh là giá bao nhiêu? Hôm qua em cập nhật đó là 7700 nha. Chắc nay nó cũng tầm đó thôi. Tiếp tục là bạn User 6X nha. Đon ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Lúa đại thơm 8 là một tuần nữa cắt là giá bao nhiêu? Thì ở Kiên Giang qua nay là em thấy nó khoảng đâu là tầm 8000 nha anh ha, tầm đó đó. Rồi tiếp tục nè, rồi bạn Sương nè, OM 18 7700, rồi bạn Sương nè, bạn nói là OM 18 là 7700 nè, ở Tri Tôn An Giang. Rồi tiếp tục là bạn Đăng Dân 9351 ha, là lúa hôm nay là 8100 rồi chúc mừng anh nha, ở khu vực anh thì 8100 là ok nha. Rồi tiếp tục là anh Tứ Nguyễn nói nè, Hậu Giang lấy cọc đại thơm 8 lúc trước là 9000, bây giờ chốt chỉ còn 8500 thôi, ít bữa nữa cắt. Em bơm vô xem mình lận nha. Rồi chán quá chốt 8500 ép xuống còn 7500 gỡ lại. Làm lái mà để lỗ trong khi giá mình đưa lên quá trời vậy nè. Nói chung là giá hiện tại là nhà nước thì cũng đang hỗ trợ mình để tăng lên nha anh chị ha. Nghe nói là tăng khoảng đâu là 400 đồng á, tầm đó đó. Là cái khu vực nhà nước nha mình chị ha, nghĩa là mấy anh thương lái này mấy ảnh bán đúng không, mấy anh mua về rồi anh bán cho nhà nước là lên khoảng đâu là 400 đồng, nhưng mà thực tế dân của mình thì nó có lên hay không thì okay, anh chị bình luận giúp em ha để em cập nhật. Rồi anh chị có một số anh chị hỏi là lúa đại thơm 8 thì giá bán bao nhiêu nè, thì anh chị cập nhật giúp em cái tỉnh nha. Rồi có một anh là user 2104 hỏi nè, anh ở Sóc Trăng đang làm đại thơm 8 của anh còn 25 ngày nữa cắt thì chưa biết cái giá bao nhiêu. Thì khoảng đâu 25 ngày nữa cắt là ngon nha anh ha, tại vì nhà nước cũng đang vô đó. Rồi Đức Hòa Đức Huệ bị ép giá nhiều nhất, để em coi nè, nó lấy cọc chỗ này chỗ kia này, nó lỗ nó ép giá chỗ mình. Tiếp tục là bạn qua đường 6767 ha, bạn này bạn hỏi em mình là lúa 504 là hôm nay là giá bao nhiêu rồi anh em. Thì một bạn đã vô trả lời ha, bạn nói là lúa là hôm nay là ở Đồng Tháp á, là 7700 là 504 nha. Tiếp tục á, là em sẽ cập nhật về cái lúa tươi nha anh chị, là nếp tươi ở Long An Đồng Tháp nè, hiện tại là 8050 nha anh chị ha. Cái này là cập nhật của những anh chị luôn á. Rồi tiếp tục nè, đại thơm 8 là 8000 nè, bạn user 8w bình luận nè. Tiếp tục là bạn Trần Hồng Tím ha, lúa OM 18 ở Thuận Mỹ, Châu Thành, Sóc Trăng, lúa thường là 8100, còn lúa giống là 8400. Rồi bạn hàng khách họ cập nhật nè, đại thơm 8 là giá 8000 nè, 27 này cắt nè. Rồi đại thơm 8 ở dòng vàng giá sao nè, anh chị cập nhật giúp em ha. Hôm nay em không thấy anh chị nào cập nhật ở dòng vàng hết. Rồi lúa đại thơm 8 ở dòng vàng xã Hưng Thạnh giá sao, hai anh chị hỏi luôn. Rồi tiếp tục nè, lúa là DX1 ở Kiên Giang giá bao nhiêu vậy anh? Thì có một bạn vô cập nhật là 7600 đến 7700 nha. Đó thì đây là những cái câu hỏi của ngày hôm nay nha anh chị ha. Thì dạo qua tình hình thì em thấy cái lúa của mình thì có một số tỉnh như là tỉnh Sóc Trăng là cũng có lên nha anh chị ha, nó nằm khoảng đâu từ 8400 đến 8500, và khu vực tỉnh Tiền Giang nha anh chị ha, đặc biệt là khu vực thị xã Gò Công, Bình Đông á, thì giá lúa là em thấy là nó khá là cao so với những cái tỉnh khác. Và cái tỉnh mà cái giá lúa mà nó thấp nhất á là cái tỉnh Long An nha anh chị ha. Hiện tại là em thấy tỉnh Long An, và nhiều bạn cũng nói á là lái của mình á, nó đặt cọc chỗ này nó bị lỗ chỗ kia và nó qua tới Long An nó bù lại. Thì cái này thì em nói thì bây giờ nó thuộc dạng như nó ép giá thôi, chứ không phải là nó lỗ này nọ đâu, nó lỗ chỗ này chỗ kia đâu, chỗ nào nó cũng ăn được anh chị ơi, chẳng qua là nó ăn ít ăn nhiều thôi. Nói ra thì chắc chắn là sẽ đụng chạm với mấy anh cò rồi. Tại vì nó cũng ảnh hưởng anh chị, nhiều lúc mình cập nhật giá đúng quá, nhân dân thích mà cò nó không thích đâu, kiểu như vậy. Nhưng mà em cũng chấp nhận nha anh chị ha. Nói chung là em cũng mong cho bà con mình có được trúng mùa nha anh chị. Như ở đây nè, có một bạn bình luận là Lê Văn Nhân ha, 924445, bạn nói nè, lái này nói lái kia,
tôi đang trả giá đó đó, nên lái kia cũng trả vậy. Khi nào cần hàng lắm thì nó mới nhích lên được 100 đồng thôi. Lái đồng ép giá nhân dân mình biết quá rồi, nói chưa? Mọi người xem ha. Nói chung là ai cũng vậy hết mọi người. Nói chung làm mà không ép làm sao mà có ăn được. Nhưng mà nó ở đây thì mình ép cũng ép vừa vừa thôi. Ép quá là nhân dân chết anh chị ha. Tại vì một vụ lúa thì chỉ mong được chỉ có vụ 3 thôi. Còn với cái vụ nhất với cái vụ nhì á, thì nếu như là ruộng mướn á, là hầu như là mình thấy là như là chỉ lời được cái rơm thôi nha anh chị ha. Chứ mà thật chất để mà lời cũng khó nữa. Tại vì cái vụ nhất cái vụ 2 nó bệnh nhiều, mà tiền phân thuốc nó lên. Chỉ nhờ được cái vụ 3 thôi, mà vụ 3 mà mấy anh ép quá là chết luôn. Đó là cái chia sẻ của em trong cái video ngày hôm nay ha. Chút xíu nữa em sẽ đăng ở bên kênh phụ em nói về một cái vấn đề khác nữa. Rồi em cũng xin được mến chào nha.